Sau 10 tuần thì Ngọc Diệp cảm thấy là độ kháng khích, độ thân thiết của các thí sinh đã gia tăng rất là nhiều. Họ tự tin lên rất là nhiều và sau đây sẽ là một tiết mục vô cùng tự tin. Đó chính là tiết mục của Ngọc Sơn. Với thử thách là nhảy theo lời bài hát thì cái câu chuyện lần này của bọn mình nói về một bộ phận các cô gái trẻ ham tiền và có một lối sống không được lành mạnh. Cái giọng điệu của ca sĩ nó thay đổi rất là nhiều, lúc thì nhanh, lúc thì chậm. Cơ thể mình phải thay đổi liên tục, cố gắng làm sao để làm ra được cái nét động tác cũng như là làm cho khán giả hiểu được cái lời bài hát nó đang hướng tới là cái gì. Chị Lịch luôn cố gắng làm sao tìm những ý tưởng tốt nhất để mình có thể tỏa sáng được trên sân khấu. Nhưng mà đằng sau sự tỏa sáng đấy là một cái áp lực rất là lớn. Trong những buổi tập chị luôn la mình vì mình là một người rất là hay mất tập trung. Từ trước tới giờ mình cũng không quen bị áp lực nhiều. Lịch thường xưng là mẹ, còn Sơn là con, và hay nói chuyện là Sơn ơi, con nghe lời mẹ đi. Có nghĩa là Lịch và Sơn có một khoảng cách rất là xa nhau. Tập bài rất là khó và mệt, mà Sơn thì hay mất tập trung luôn, là thường xuyên liên tục luôn, là la mắng nhiều hơn. Nhiều khi Sơn cũng chia sẻ là chị đừng có la em nữa, nhiều khi em cũng muốn tập bài, em cũng muốn nhớ bài lắm nhưng mà em không nhớ được. Thì lúc đó mình cũng thấy mũi lòng. Lúc đó thì mọi sai lầm của Sơn là đều được tha thứ hết và được bỏ qua hết. Chắc chắn là sau cuộc thi á, nếu mà hai chị em mà không được gặp nhau thì chắc chắn là rất là buồn. Nếu mà không có chị thì chắc có lẽ mình cũng không thể trụ lại được cho đến tuần 10. Lúc mà chị cũng hỏi tuần này em tập gym như nào, ăn uống ra làm sao, và mình cảm thấy chị không chỉ là một người bạn nhảy với mình mà chị có như một người chị. Chị là một người sống rất là tình cảm và rất là thương mình. Sẽ làm em kết hợp. Yes sir. Sân tùng em chỉ khiến đôi môi em phải chịu gió mưa tan đai. Hàng mưa rơi chỉ vơi những giấc mơ này biết đi về đâu. Bài hát khi xưa anh viết bây giờ phải đắn dao chấm hết thôi. Anh xin một điều ước cho em bình yên vững chắc. Anh mau tới trước em màn bóng mai sẽ một lần nước mắt rơi tràn. Xem Ngọc Sơn nhảy vừa rồi thì cứ tưởng tượng là hình như là Ngọc Sơn là một dancer chuyên nghiệp đó, chứ không phải là thí sinh nữa. Nhảy quá hay. Hôm nay là ốm hơn anh rồi nha, không được nha. Mặt là gầy hơn anh rồi đó. Nhảy được, đẹp trai. Bây giờ sẽ là những lời nhận xét đầu tiên từ giám khảo Chối Thúy Trần, xin mời anh. Ngọc Sơn, hot boy Ngọc Sơn. Trong cái bài này anh cảm nhận được cái sự ngầu của em và cái sự sexy của hai em lúc nhảy cái bài này. Và anh muốn so sánh cái kỹ thuật của em hôm nay so với 9 tuần trước. Mấy cái phần popping, mấy cái phần waving, mấy cái phần hitting của em rõ và sạch và hay lắm luôn. Hay lắm luôn. Một cái anh rất là muốn cảm ơn em đó. Tại có nhiều tuần anh nhắc em về cái phần vai. Cái vai của em hay nhảy như vậy. Nhưng mà hôm nay anh thấy em rất là thả lỏng, em đẩy cái vai xuống. Mấy cái động tác của em thoáng và em dài hơn. Yeah, rất là đẹp. Nhưng bây giờ cái vai thì tốt, tập trung về cái lưng. Okay, một chút xíu vậy thôi. Chừng nào em với Lịch nhảy qua là bùm bùm kha, bùm bùm kha. Lúc đó relax một tí, tại lúc nãy em thẳng quá. Ok, có thể tại vì cái cơ thể của em là nó mạnh hơn, cái cơ của em nó chắc hơn, cái thế em đứng nó tốt hơn. Nhưng mà bây giờ em thả lỏng về cái điều đó cho nó nhìn đường phố hơn một tí xíu. Tại lúc nãy em nhìn giống diễn viên ballet nhảy hip hop, chỉ là cái phần này vậy thôi. Bùm bùm pa.
Nhưng cái đó chỉ là một cái ý kiến nhỏ xíu mà Quyên cái bài rất rất thích. Vâng, xin cảm ơn anh Trâm Hiền. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Tuần này rất là lạ lùng, sao thí sinh nào cũng tốt hết trơn. Dạ. Rất là tốt. Với dòng nhạc mà Underground này quá thông minh. Tại vì hip hop là sở trường của Ngọc Sơn rồi. Và những cách nhảy hiện đại và nó văn minh với giới trẻ như vậy đó thì không gì khó khăn cả. Một bản dựng rất rất tốt. À, nó hợp lý từng chi tiết một và không có một động tác thừa nào. Cái tay mà hai bạn giao lưu với nhau, lịch ở trước em ở sau, làm mọi thứ đều rất là chuyên nghiệp. Ngay cả cái kết cũng vậy nữa, lịch đón hàng cũng rất là đẹp. Rất là tuyệt vời luôn. Về phần kỹ thuật thì Trân Huy nói rồi. Về phần nhảy thì Đàm Vĩnh Hưng nói rồi. Bây giờ lên nói về phần diễn đó. Tức là trên gương mặt của Sơn khi Sơn bước ra là thể hiện đúng chất của một thiếu gia. Và nó có cái sự lấu cá, nó có cái sự ngạo đời, chịu chơi. Và kết hợp nữa là một cái cô gái đó là Phạm Lịch, chấp nhận thương đau. Mày chơi chị chiều mày ha. Rất là ngộ. Và chỉ có một cái chi tiết này tôi hơi lạ là khi mà Sơn tháo cái cọng dây chuyền ra quăng qua cho Lịch, xong Lịch đưa lại, xong Sơn có một cái hành động rất là ngạo đời. Tôi thấy quá là tuyệt. Tôi cảm ơn Tấn Huy đã biên đạo cái bài này rất là dễ thương. Chúc mừng các bạn. Bây giờ sẽ là điểm số đầu tiên từ giám khảo Trân Huy Trần. Xin mời anh. 9 điểm. 9 điểm. Xin cảm ơn anh. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 10 điểm. Xin cảm ơn. Xin mời anh Hoài Linh. Rất cao, điểm số rất cao. Và kính thưa quý vị, trước khi xem tiết mục tiếp theo, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giải lao.